4 tuổi qua đó cho nó đi học Anh Văn á. Khi đưa nó đi Y La là chị ngồi ngoài gốc cây học đó là phải mấy tiếng đồng hồ là về luôn, thì mình hơi ở xa. Thật sự mà nó đậu vô trường Đại Nghĩa chứ không phải luyện qua một trường nào hết, mà nó đậu nó dư mấy điểm là cũng do chị biết là từ mình ý thức được là mình cho nó học Anh Văn từ nhỏ. Đóng một khóa như vậy đó, khoảng một cây vàng, thì người ta cứ chọn trường này trường nọ, nhưng mà chị mới hỏi con ơi bây giờ con học ở đây con thấy thích không? Nó thích đó. Nó thích là tự vì trong một cái môi trường đó là tạo cho nó một cái thoải mái để học hành. Còn con muốn làm bác sĩ là tại vì thì mình muốn giúp đỡ người ta. Thường ở nhà lên mạng xem những cái người mà bị bệnh mà không qua khỏi thì thấy tội nghiệp mà. Muốn du học thì phải giỏi tiếng Anh, và giỏi nhiều thì nó mới về phục vụ cho đất nước mình. Đời sau phải cao hơn đời trước, mà bây giờ cái xu hướng bây giờ em nghĩ đi, không có ngoại ngữ mà em có giỏi cỡ nào cũng khó mà tiếp cận được với thế giới với bên ngoài lắm.